Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia cùng Liên hội cựu chiến sĩ vùng Hoa Thành Đốn và Phụ Cận với sự hợp tác của các hội đoàn trong vùng sẽ tổ chức buổi dạ tiệc gây quỹ cứu trợ nạn nhân bảo lục Philippines và Việt Nam vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Bảy 11 tháng 1 2014 tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22044 với sự góp mặt của ca sĩ Diễm Liên. Mọi chi tiết xin liên lạc Lý Văn Phước 310515 7327 hay Lý Hiền Tài 4